Dạ vâng, và đây cũng là một nhạc phẩm vô cùng quen thuộc nữa. Và lại một câu hỏi nữa dành cho các bé. Các bé trả lời tên của bài này là bài gì? Tên là Không ạ. Có đúng là bài Tôi là Không gì? Bài này không phải là bài Tôi là Không, nhưng mà gợi ý là cũng làm ở trong phim Cây Du Ký. Nhưng mà bạn nào phải trả lời đúng tên của nó? Bài Con Đường Chúng Ta Đi ạ. Có phải Con Đường Chúng Ta Đi không ạ? Vẫn chưa phải là đáp án. Theo những chị kéo violon lông thì chị bảo đây chưa phải là đáp án. Bạn nào có đáp án đúng nhỉ? Bài Trung Thu ạ. Bài Trung Thu. Có phải bài Trung Thu à? Không phải ạ. Bạn nào có thể trả lời một lần nữa, một cái đáp án đúng nhất xem nào. Gợi ý là ở trong phim Cây Du Ký.